À xin chào tất cả quý vị các bạn, đặc biệt là các em học sinh trung học phổ thông. À có lẽ là cái uh, hứng thú về học vật lý mỗi người là khác nhau. Có những người là học cho qua, có những người cảm thấy say mê để tìm hiểu các kiến thức có liên quan. Thế hôm nay uh, thầy toàn cùng trao đổi với chúng ta bốn uh, cái trụ cột của giáo dục thế giới uh, thế kỷ 21 do UNESCO đưa ra để sướng. Uh, uh, ở đây Thầy toàn chỉ nói đến bốn cái nội dung thôi mà không nói đến cái thứ tự như thế nào. Nhưng cũng không phải là cái nội dung chính ở đây là nói về cái bốn trụ cột này mà chúng ta sẽ gọi là ôn tập các công thức vật lý 10, 11, 12. Gọi là nhìn thấy cái ký hiệu đó thì nghĩ đến những cái công thức nào, nghĩ đến cái công thức nào thì chúng ta cùng trao đổi ở đây để thấy cái sự thú vị là khi chúng ta nghĩ về Vật lý thì nhìn ở đâu cũng ra công thức và từ đó chúng ta sẽ nhớ được phần nào cái kiến thức vật lý 10, 11 và 12. Trước khi trước tiên chúng ta sẽ trao đổi về bốn cái trụ cột uh, của uh, của giáo dục thế kỷ 21 của thế giới. Uh, không không nói đến sự tranh cãi. Đây là một cái góc nhìn, một cái uh, bài viết của một cái nguồn uh, tin tưởng trên internet. À, giáo dục thì có nơi là dùng education hoặc là ở đây sử dụng là learning tức là learning to, to know là học để biết, learning to do là học để làm, to be học để làm người, à, life together là chúng ta nói đến học để cùng chung sống. ở đây là để làm người có nơi dịch là để phát triển bản thân, à, tức là để lớn lên ý, phát triển lên ý chúng ta cũng cái nội hàm của nó thì có thể uh, diễn tả khác nhau nhưng tóm lại là bốn cái trụ cột này và cái thứ tự có thể uh, sắp xếp khác nhau ở các nước khác nhau. Biết làm làm người và để cùng chung sống. Thôi, không bàn nhiều về bốn cái trụ cột này mà chúng ta quan tâm đến những kiến thức có liên quan, tức là tôi liệt kê ra đây. Uh, các chữ cái này thì ứng với công thức nào của mật vật lý? Ưu tiên cho các công thức của lớp 12. Đó, chúng ta liệt kê này. Ví dụ ở đây, chúng ta sẽ có ngay cái công thức L là uh, gọi là um, độ tự cảm của cuộn dây. À lớp 11 có nói là 4 pi nhân 10 mũ trừ -7 N bình phương chia cho L nhân với nhân với S. N là số vòng cuốn trên ống dây, L là chiều dài ống dây và S là tiết diện ở của ống dây Đơn vị của anh này là Henry Nói đến E Lớp 11 đi Đang lên lớp 11 chúng ta lại nói tiếp đến lớp 11 E bằng à, F chia cho trị tối của Q Mối liên hệ của lực điện Cường độ điện trường và điện tích Đó, Xuất phát từ cái công thức là F vectơ F à, bằng Q nhân với, với vector E đó. À, tiếp tục lại nối đến lớp 11 thì thầy không muốn uh, viết lớp 2 nhá, tiếp tục lớp 11. A bằng Q -E -D, Công thức tính lực điện khi một điện tích chuyển động trong điện trường. Mà trước kia khi trước đó chúng ta học chúng ta hay nói đến công thức vui là anh quên em đi. À. Tiếp tục là bán kính của điện tích chuyển động trong từ trường đều mà nó vuông góc với từ trường. Quỹ đạo của nó là đường tròn. Lực làm cho nó chuyển động đó chính là lực Lorentz. Bán kính của điện tích chuyển động trong điện trường đều. R bằng mv chia cho trị tuyệt đối của q nhân với nhân với B. B là cảm ứng từ, q là điện tích dịch chuyển. m là khối lượng của điện tích, v là tốc độ của chuyển động. À thôi N, N lên lớp 12 đi nhỉ. À, lớp 12 thì n có một công thức mà chúng ta sẽ học ở, ở ở, hạt nhân nguyên tử đó là định luật phóng xạ n bằng n0 nhân e mũ trừ lambda t lambda là hằng số phóng xạ n0 là hạt nhân ban đầu n là hạt nhân còn lại sau phóng xạ t là khoảng thời gian xảy ra sự phóng xạ đó y lớp 12 đi y liên quan đến hiệu điện thế đi thì bằng u trên u trên z đó hoặc là ur chia cho chia r n lại like có n nữa à ta lại viết cách khác của của n không đi lại lớp 12 đi n 0 chia cho hai mũ k với cái thời gian biểu diễn bằng k lần chu kỳ bán dã t là chu kỳ bán dã đúng không G chắc có mỗi công thức thôi Nó mỗi là hằng số hấp dẫn của lớp 10 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 Newton mét bình phương chia cho kg bình phương Ồ, oh, một loạt công thức rồi nha 11, 12 Tiếp tục Tu thì không nói rồi Tu là cái trái tim để đây này Dịch chuyển nó ra Đó. Tìm ở đây rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ nói đến uh, lớp 12 nữa đi À chỗ này Lớp 12 có một công thức uh, Mà người ta ký hiệu K K là động năng Hoặc là uh, động năng của, của, của Một vật chuyển động tương đối tính ấy. À, Có thể viết là bằng gì Bằng uh, E Trừ đi E0 Bằng năng lượng toàn phần trừ năng lượng nghỉ Trong bài toán chuyển động tương đối tính À, bài đầu tiên của chương hạt nhân nguyên tử đó là đại cương tức là cấu tạo hạt nhân đó năng lượng liên kết ấy tiếp tục n n viết lớp 12 rồi đúng không chuyển về lớp 10 đi lớp 10 có cái công thức là n bằng m g cốt đàn phà ô thì không có rồi à, ta chuyển thành phi đi phi bằng n B S cốt alpha từ thông xuyên qua mạch kín. À, anh này lại cơ năng phải cứ nghĩ về lớp 12 để cho nó nhiều đúng không? 1/2 m v bình à xin lỗi là 1/2 k a bình. Cơ năng của chất điểm dao động điều hòa. Đó. Tiếp tục đến à, anh này để để biết để biết toàn vật lý thôi đúng không? D là khối lượng riêng đi Còn anh nào ký hiệu là D của lớp 12, lớp 11, lớp 10 đúng không nhỉ? Không đúng không? Chúng ta ký hiệu D là cho khối lượng riêng Khối lượng riêng bằng khối lượng chia cho thể tích Tiếp tục anh này chỉ có chuyển được thành thành phi à, Phi là, là, là từ thông Còn công thức nào liên quan đến từ thông? À từ thông riêng của mạch kín bằng hằng số nhân với cường độ dòng điện phi bằng li ở cái bài xây dựng các kiến thức liên quan đến hiện tượng tự cảm lớp 11. B thì rõ rồi. B thì có cái công thức cảm ứng từ của dây dẫn thẳng dài vòng dây hay là ống dây đúng không? Thôi chúng ta có vòng dây liên quan đến anh này rồi, chúng ta sẽ nói đến uh, uh, đến dây dẫn thẳng dài đi. Từ chưa, uh, cảm ứng từ do dây do cái dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm cách dây một đoạn là R là 2 x 10 mũ trừ 7 y chia cho R. Y là dòng điện chạy trong dây dẫn và R là gì? R là khoảng cách từ điểm xét đến dây dẫn. E E là cường độ điện trường. E bằng à chưa có cái công thức cường độ điện trường của điện tích điểm gây ra tại một điểm nào đó là k trị tuyệt đối q chia cho r bình. Đơn vị là V trên m lớp 11. Điện tích điện trường. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nói đến uh, live là live together là cùng chung sống đây. Anh này hệ số tự cảm rồi thôi. Có công thức khác liên quan đến ZL chia cho chia cho omega gì nhỉ? Cảm kháng của cuộn dây chia cho tần số góc của dòng điện. Y y là cường độ dòng điện. Y bằng u trên z rồi. Chúng ta có thể lớp 11 nữa, y bằng e chia cho r lớn cộng r nhỏ là định luật ôm cho toàn mạch, đúng không? V là điện thế, À điện thế thì sẽ bằng Thế năng Tại điểm M nào đó Chia cho Điện tích Q Thế năng tại điểm M À xin lỗi là điện thế tại điểm M Sẽ bằng thế năng tại điểm M Chia cho Điện tích Q Đặt trong đó E E à... Xuất điện động đi Ở à, đây là cường độ điện trường À, e, suất điện động này có thể viết lại bằng E0 chia cho căn 2 bằng suất điện động cực đại chia cho căn 2. Đây là suất điện động ừ, hữu dụng, được. Rồi, chúng ta lại viết tiếp, à T thì nhiều lắm. Chu kỳ của dao động điều hòa con lắc lò xo căn bậc hai của m trên trên k. Anh này lại về từ thông thôi. Từ thông riêng rồi, từ thông của một uh, từ thông cực đại đi bằng B nhân S qua một vòng dây. Đó. G thì vẫn là 6,67 nhân 10 mũ chứ -11, không biết đơn vị nữa, nó giống anh G kia. Lại anh E công thức nào nữa? K trị từ rồi, đúng không? ở uh, à đây rồi k trị tuyệt đối của q chia r bình rồi. Còn gì nữa không? Còn anh nào liên quan đến e nữa? e bằng u chia chia d. Cường độ dòng điện bằng hiệu điện thế chia cho cái hình chiếu của nó. T tiếp theo là của con lắc đơn đi. T bằng 2 pi căn bậc 2 của l trên trên g. h có thể ghi là hiệu suất hoặc là có một công thức mối liên hệ của hệ số phóng xạ nhân với số hạt nhân còn lại Đây người ta gọi là độ phóng xạ Tiếp lại cái biểu thức của E nữa E nào đây? U trên D rồi K trừ tới Q trên R rồi Đúng không? F trên Q rồi à Còn anh nào nữa? Cường độ điện trường rồi E bằng E0 cốt omega t cộng cộng phi là biểu thức của xuất điện động Xuất điện động trong bài toán là cách tạo ra dòng điện xoay chiều còn r r r là bán kính rồi bán kính của chuyển động tròn rồi còn anh r nào khác nữa không mv chia cho trị uh, tuyệt đối của q uh, nhân với b à thôi ta lại lấy lại biểu thức MV chia cho trị tuyệt của Q nhân với nhân với B. Như thế chúng ta đã liệt kê được một loạt các công thức có liên quan đến vật lý 10, 11, 12 từ những cái công thức cả từ những cái chữ cái của bốn trụ cột nền giáo dục thế giới ở thế kỷ 21. À, như vậy là cũng có sự thú vị khi lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến vật lý luôn luôn tạo động lực cho mình bằng cách tìm tỏi những cái sự thú vị của vật lý trong cuộc sống hay là các môn khác cũng thế mà thôi thì chúng ta sẽ thấy môn học trở nên thú vị rất 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 nhiều và chúc cho các em hoàn thành các nhiệm vụ học tập và đạt được những kết quả thật xứng đáng khi trải qua các kỳ thi, trải qua các mục tiêu lớn trong quá trình học tập. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở các video thú vị lần sau.